Bà mẹ kinh hoàng khi thấy con đệ bắt đĩa bị kiến bò kinh dị, cầm lên mới phát hiện ra. Thấy kiến bò lẫm ngộm khắp đĩa bát và đồ ăn, bà mẹ giận dữ nhưng ngay lập tức á khẩu khi sự thật được phơi bày. Sau thời gian dài công tác, bà mẹ đột nhiên trở về nhà mong có một bất ngờ cho chồng con, nhưng khi vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cô giận tím mặt. Bát đĩa cái nào cũng vô cùng bẩn, kiến bò lẫm nhộm, cứ ngỡ chồng con ở nhà không chịu dọn dẹp, bà mẹ càng cảm thấy tức giận hơn. Kiến đen bâu kín vào phần thức ăn còn thừa trên đĩa. Không chỉ bát đĩa, cốc chén trong nhà cũng đầy kiến. Những con kiến chết dí bám đầy trên nắp ấm trà, có vẻ như lâu lắm rồi không có ai vệ sinh hay động đến. Định lôi cốc chén ra rửa sạch, để chồng con về nhà sẽ la cho một trận, nhưng chợt bà mẹ phát hiện ra điểm khác thường. Dùng tay miết mạnh cũng không hề có tí bụi bẩn nào, bà mẹ sững sờ cố nhìn cho thật kỹ và không thể tin nổi vào mắt mình khi phát hiện ra sự thật. Thì ra đây là một bức tranh, những nét vẽ nghệ thuật chân thực đến nỗi khó thể phân biệt được giả thật. Bà mẹ mừng rơi nước mắt khi phát hiện ra chồng con mình lại tài giỏi và sáng tạo đến như vậy, vậy mà lúc đầu suýt nữa cô đã giận lầm. Nếu không tận tay sờ vào, ai có thể nhận ra đây chỉ là tranh vẽ.